Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới ạ, xin mời các bạn. Dạ. Kính thưa các quý thầy cô và các bạn đồng nghề nghiệp ở các đồng hồ. Em là bệnh viện của người Việt Nam Cuba Đồng Hới, chính báo cáo là ca lâm sàng. Dạ. Hành chính bệnh nhân là nam 78 tuổi, địa chỉ ở Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, vào viện từ ngày 17 tháng 11 năm 2020. Lý do vào viện: sốt, nước cụt. Bệnh sử: bệnh khởi phát cách ngày vào viện 4 ngày với sốt cao liên tục, đau đầu, đau cơ vùng bắp chân và đùi, tiểu buốt, tiểu rắt, điều trị tại bệnh viện huyện Lệ Thủy từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 không đỡ, còn sốt, xuất hiện nước cụt nhiều, được chuyển vào bệnh viện nhà em ạ. Dạ. Tiên sử chưa phát hiện bệnh lý gì đặc biệt. Ghi nhận lúc vào viện, nhân tình tiếp xúc được da niêm mạc hồng, kiểm mạc mắt vàng nhẹ, mạch 85 lên trên phút, nhiệt độ 37 độ 5, huyết áp 135 trên 80 mm thủy ngân, tần số thở 20 lên trên phút, nhịp tim đều, phổi thông khí rõ, bụng mềm, đến đau vùng thượng vị, đau cơ vùng bắp chân với cơ đuôi nhiều. Bệnh nhân lúc hiện tại bệnh nhân là tình tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, mạch 76 lên trên phút, nhiệt độ 37 độ 2, huyết áp 120 đến 80 mm thủy ngân, tần số thở 20 lên trên phút, tim đều đỏ, phổi không khí rõ, bụng mềm, gan lách không sơ thể, đến đau vùng kẽ lên sườn phải, rung gan dương tính, tiểu vàng trong. Về kỳ lâm sàng thì xét nghiệm nhất cho công thức máu ngày 17 tháng 11 thì có bạch cầu tăng là 11.000 một, nơ 73,5%, eo sinh là 0,5%. Ngày 19 tháng 11 là bạch cầu là trở về là 8.009, nơ 75,6%. Đến ngày 20 tháng 11 thì xét nghiệm bạch cầu là 7.500, nơ 71,8%, eo sinh là 2,2%. Về sinh hóa máu, ngày 17 tháng 11 là men gan là ALT là 94,1 trên 142,6, đến ngày 19 tháng 11 là 75,5 trên 111,2, bilirubin trực tiếp trên toàn phần ngày 17 tháng 11 là 9,1 trên 17,7, đến ngày 19 là 7,3 trên 10,3, đường máu ngày 17 tháng 11 là 12,6 mmol/L, đến ngày 19 tháng 11 là 13,2 mmol/L. Về diện giải là natri trên kali là ngày 17 tháng 11 là 130 trên 3,5, đến ngày 18 tháng 11 là 132 trên 3,6. Về hạt BA1C của bệnh nhân là 10,94. Xét nghiệm procalcitonin ngày 17 tháng 11 là 21,21 nanogram trên ml, đến ngày 24 tháng 11 là 0,599 nanogram trên ml, chỉ lượng AFP là 3,26. Về xét nghiệm trong máu thì tỷ bromin là 80%. Xét nghiệm nước tiểu là nitric âm tính, bạch cầu nhiều là âm tính. Xét nghiệm vi sinh là kể máu âm tính, kể nước tiểu âm tính. Xét nghiệm miễn dịch là sán lá gan lớn, sán lá bé là đều là âm tính. Xét nghiệm viêm gan B, C đều là âm tính. Về chẩn đoán hình ảnh là siêu âm ổ bụng ngày 17 tháng 11 có hình ảnh theo dõi tổn thương gan đa ổ. Ổ lớn nhất là kích thước 34 x 28 mm, vi giải tiền lệ tuyến. Đến ngày 20 tháng 11 cho sớm kiểm tra lại thì có hình ảnh theo dõi tổn thương áp xe gan đa ổ. Ổ lớn nhất là 37 x 32 mm, vi giải tiền lệ tuyến. X quang thẳng là vòm hình phải đẩy cao. Các tập vi tính thì như trên hình ạ. Về diễn biến bệnh thì là có là 28-21 là bệnh nhân là con mệt nhiều, đau bụng là tăng, đau vùng hạ sườn phải, run gan dương tính, đánh kẻ liên sườn phải đau, sốt cao liên tục. Đến ngày 18 tháng 11, ngày 18 tháng 11 đến ngày 20 thì bệnh nhân bệnh con sốt cao liên tục. Từ ngày 21 tháng 11 đến nay là bệnh nhân là hết sốt, đỡ mệt. Và những bệnh con đau bụng âm ỉ, vùng hạ sườn phải, rung gan là bệnh con là dương tính. Theo chẩn đoán áp xe gan trên đái tháo đường tiếp 2 và là được điều trị là kháng sinh cefixone là 4 gram trên ngày, amikacin là 750 mg trên ngày, metronidazole là 1 gram trên ngày, điều chỉnh dương huyết là atrapid 15 đơn vị trên ngày, lantus là 8 đơn vị trên ngày, uji chuyển giải là oreolon.
Và bạn xin ý kiến nhau chẩn là chẩn đoán với điều trị là phù hợp chưa? Kinh nghiệm chẩn đoán phân biệt chi nhánh sỏi gan, u gan, áp xe gan và xét nghiệm miễn dịch ELISA tim sỏi là gan lớn, sỏi gan bé có được đặc hiệu và kết quả âm tính thì mình có loại trừ được không ạ? Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã có một cái bệnh án rất là khó và rất là hay. Sau đây chúng tôi xin trọng kính mời thầy Vĩnh chẩn đoán hình ảnh cho ý kiến trước. Báo cáo thầy Bình, báo cáo thầy cô và các chị, quý vị đồng nghiệp. Trên hình ảnh cái phim cắt lớp này tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì chúng ta thấy có cái phim chụp rất là chất lượng ở bệnh viện Đồng Hới Quảng Bình. Không nghĩ rằng là ở trong đấy chúng ta có một cái hình ảnh chụp khá là tốt, đủ các cái pha thì đấy là cái điều đầu tiên là tôi rất ấn tượng cái hình ảnh này, đẹp như là ở ngoài Hà Nội. Cái thứ hai về mặt chuyên môn ấy thì trong trường hợp này chúng ta thấy ở trong gan của bệnh nhân này có khá nhiều rất là nhiều ổ tổn thương cả ở gan phải lẫn gan trái, và các ổ tổn thương này thì nó cấu trúc của nó là gồm phần dịch hoại tử ở trung tâm, có nhiều vách đây, rất nhiều vách ở bên trong này, đây những các cái vách đây, nhiều vách nó giống như là một chùm nho tập hợp lại, và nó có tình trạng là rối loạn tưới máu ở cái thì động mạch ở đây. Chúng ta thấy gan nó rối loạn tưới máu, nó không đều, nó thể hiện một cái tình trạng sung huyết, có những cái vỏ ngấm thuốc rất là mạnh ở đây. Thế thì về mặt hình ảnh thì cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính này nó khá điển hình của một cái tổn thương nhiễm trùng của gan, nhưng mà nó không phù hợp một chút. Ở đây là tổn thương rất là nhiều ổ cả gan phải gan trái. Thì ví dụ như trong trường hợp này cả cái ổ tổn thương này nó đang vách hóa, đang dịch hóa, đang vách hóa ở đây. Thế thì về mặt hình ảnh thì nó rất là phù hợp với cả một cái áp xe gan đa ổ. Nhưng mà cái không phù hợp ở đây trong trường hợp này là chúng tôi thấy rằng là thông thường ấy thì tôi chỉ thấy mỗi tổn thương là nhiều ổ ở trong gan và nó có rất nhiều tổn thương, nó dịch hóa, vách hóa. Thì đấy là cái điểm. Cái điểm thứ hai trên các anh báo cáo thông tin của bệnh nhân này là có nhiễm trùng tiết niệu, sao phải đái bút đái dắt lúc vào viện phải không ạ? Dạ vâng, lúc khi vào viện thì bệnh nhân có tiểu bố tiểu dắt. Dạ. Vậy cái chuyện đấy thì chúng ta đã làm rõ được không ạ? Bởi vì là sở dĩ thì chúng tôi muốn làm Dạ. rõ cái thông tin đấy, bởi vì cái hình ảnh này nó có thể nhầm lẫn với cả một cái bệnh lý khác, đấy là tổn thương di căn. Trong trường hợp mà tổn thương đa ổ như này, hoại tử và như thế này thì có thể nhầm với một cái bệnh cảnh nữa là đây là tổn thương thứ phát di căn vào gan. Tuy nhiên như là về mặt logic thì hình ảnh thì chúng tôi vẫn xếp sau cái nguyên nhân áp xe gan, thì xét nghiệm của bệnh nhân này cũng phù hợp với cái áp xe gan, chỉ có điều là nó tổn thương nó nhiều ổ quá và chúng tôi chỉ thấy nó tổn thương đơn độc thuần túy ở gan thôi, mà các cấu trúc lân cận đấy tôi không thấy gì khác nữa. Thì tôi đặt ra vấn đề là chúng ta phải phân biệt, phải loại trừ thêm một cái khả năng nữa, đấy là có phải liệu có cái nguồn di căn nào không, chúng ta kiểm tra dạ dày chưa, đại tràng chưa, và tiền liệt tuyến. Trong trường hợp này chúng ta thấy cái tiền liệt tuyến của bệnh nhân này là rất là to, và bệnh nhân này có thêm cả cái triệu chứng của cái đường tiểu nữa. Như vậy là chúng ta cũng phải đặt ra thêm một cái tình huống là liệu có phải một cái tổn thương di căn vào gan hay không. Nó xin hết ạ. Vâng. Báo cáo thêm là tôi kiểm tra cả xương. Tôi kiểm tra xương chậu trên hình ảnh cắt lớp vi tính thì kiểm tra xương chậu, xương sườn, xương cột sống thì đều không có tổn thương, và thùy dưới của hai phổi đều không có tổn thương. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Vĩnh. Xin mời chuyên gia về tiêu hóa, cô Diệp có ý kiến nữa không? Cô và các chị đồng nghiệp ạ. Thì trên bệnh nhân này thì tóm tắt lại thì tôi thấy là bệnh nhân thứ nhất là có một cái hội chứng nhiễm trùng rất là nổi bật, rất là rõ, có sốt, bạch cầu tăng rồi procalcitonin rất là cao. Bệnh nhân có đau vùng gan, trên nền bệnh nhân có đái đường. Thế và cái hình ảnh của gan như là bác sĩ Vĩnh đã phân tích rồi, có vẻ như là một cái tức là những cái tổn nhiều tổn thương và dạng dạng dịch đúng không ạ? Nhiều tổn thương dạng dịch. Thế thì cái này thì nó cũng rất là phù hợp với cái chẩn đoán của các bạn, nhưng tuy nhiên là tôi vẫn bổ sung thêm tức là hướng tới nhiều đến một cái áp xe gan đa ổ trên nền cái bệnh nhân đái tháo đường. Thế còn cái đường vào thì một cái áp xe gan mà do vi khuẩn thì có thể đường vào toàn thân hoặc là cái đường vào từ ổ bụng. Cho nên là
là cũng có thể là sẽ rất là nhiều ổ trong gan cái vi khuẩn. Vâng, thì nghĩ đến nhiều đến cái áp xe gan do vi khuẩn. Thế còn ví dụ trên bệnh nhân này thì mình đặt mấy cái chẩn đoán phân biệt, tức là phải loại trừ các cái tổn thương do ký sinh trùng, đúng không ạ? Tức là các bạn muốn chẩn đoán cái tổn thương gan do ký sinh trùng thì thường thường là những cái tổn thương gan do ký sinh trùng, thứ nhất là cái triệu chứng nhiễm trùng nó không rầm rộ như thế này ạ. Với cái thứ hai là nếu như những cái tổn thương gan do áp xe gan mà do ký sinh trùng như là do xà lan gan thì cái hình ảnh của nó cũng rất là đặc hiệu, nó không giống như thế này, đúng không? Tiến sĩ Vĩnh là cũng có thể phân tích thêm là tuy là nhiều ổ nhưng mà cái áp xe gan do sán thì nó sẽ là những cái hình như là Olympic, đúng không ạ? Tăng giảm âm và có thể là thường tập trung ở vùng bao gan. Còn những cái tổn thương gan mà do ký sinh trùng như là xà lan gan nhỏ thì thường là tổn thương đường mật nhiều hơn, tức là tổn thương nó dọc theo đường mật, nó gây có thể là tắc mật. Như bệnh nhân này thì mình không thấy có bilirubin tăng cũng như là cái hình ảnh của đường mật cũng không có thay đổi gì cả. Chẩn đoán phân biệt thứ hai là các cái tổn thương ác tính tại gan, tức là có thể là những cái ung thư biểu mô tế bào gan hoặc là những cái ung thư những cái sắc côm gan, thì cái này cũng không nghĩ đến vì thứ nhất là triệu chứng tình trạng nhiễm trùng rất là rầm rộ, cái thứ hai là những cái bệnh nền không có, tức là bệnh nhân cũng không có những bệnh gan mãn tính như là viêm gan B, viêm gan C, cũng không có xơ gan ạ. Và những cái triệu chứng cũng xuất hiện rất là đột ngột. Cái thứ ba nữa là cái chẩn đoán phân biệt với những cái tổn thương gan, tổn thương ác tính và do di căn, thì như tiến sĩ Vịnh cũng đã nói là không tìm thấy cái rất là sơ bộ trên này là không tìm thấy những cái tổn thương về xương các thứ, đúng không ạ? Tụy cũng không có. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng với tình trạng bệnh nhân này, khi mà bệnh nhân ổn định cái tình trạng nhiễm trùng thì cũng có thể là sẽ phải nội soi ống tiêu hóa để mình phát hiện ra những cái ví dụ như là những cái túi thừa viêm, thì đấy cũng là cái nguyên nhân của áp xe gan, hoặc là những cái tổn thương ác tính khác của ống tiêu hóa thì cũng có thể là sẽ di căn vào gan. Nhưng mà tuy nhiên đấy là sẽ là những cái chẩn đoán loại trừ. Thế còn về bệnh nhân này thì tôi cá nhân tôi xin cũng có một cái ý kiến, tức là để chẩn đoán xác định cũng như là điều trị thì mình nên có cái can thiệp, tức là mình phải chọc cái tổn thương trong gan. Thì tổn chọc thứ nhất là mình sẽ chẩn đoán xem hút ra mổ hay là hút ra tổ chức. Cái thứ hai là nếu như tổn hút ra mổ thì lúc đó là sẽ phải cấy để tìm vi khuẩn gây bệnh. Thì vâng ạ, thì trên bệnh nhân này thì trước mắt là em có vài ý kiến vậy ạ. Vâng, cảm ơn chuyên gia tiêu hóa, tôi cũng rất đồng ý với lại bác sĩ chuyên gia tiêu hóa. Đấy là gì? Chúng ta cố gắng dưới hướng dẫn của siêu âm CT scan, chúng ta chọc thăm dò và hút các cái dịch mổ, cái dịch ở trong cái ổ ra. Thứ nhất chúng ta nhuộm gram, thứ hai chúng ta xoay tươi, cái thứ ba chúng ta cấy. Ở các bệnh nhân áp xe gan do ở cái người đái tháo đường, khá nhiều các bệnh nhân do Klebsiella, hoặc vừa rồi chúng ta đã nghe báo cáo do vi khuẩn Whitmore vừa rồi lúc đầu giờ bác sĩ Cường vừa trình bày đấy, thường xuyên là nó bị dai dẳng và chúng ta cứ bỏ sót, chúng ta cứ cho kháng sinh thì nó cũng đỡ rồi nó lại bùng lên. Đó là những cái cần quan tâm. Cái khả năng này thầy Vĩnh thấy là chọc dưới dẫn lưu có gì khó không? Chọc hút dưới siêu âm thì cũng không có gì phức tạp cả, chỉ có điều em xin lưu ý là khi mà chọc chúng ta sẽ cố gắng đi qua cái vùng nhu mô gan lành, bởi vì bệnh nhân này có mấy cái tổn thương nó nằm sát bao gan. Nếu như một số nơi các anh chị em mà thấy là cái đường vào nó dễ quá, chúng ta chọc ngay bao gan nó sẽ xì ra. Đây ví dụ đây, một cái tổn thương này nó nằm sát bao gan này, chúng ta đặt siêu âm này chúng ta chọc rất dễ, nhưng mà chúng ta không nên chọc vào những tổn thương này. Chúng ta chọn ví dụ tổn thương này nó qua nhu mô gan lành, chúng ta đi qua nhu mô gan lành chúng ta chọc nó hút thì nó sẽ tốt hơn, nó không bị xì ra bao gan, nó không vào tự nhiên thành một cái tổn thương ở trong gan lại thành một cái tổn thương ở trong ổ bụng. Cho nên là cái trường hợp này chọc thì dễ, nhưng mà chú ý là chúng ta phải chọn cái chỗ nào chúng ta chọc cái kim qua cái vùng nhu mô gan lành, không chọc vào những tổn thương sát bao gan như thế này. Nó có thể nguy cơ là nó xì ra đây, hoặc là tổn thương dưới này. Đặt cái đầu dò siêu âm đây thì nó nhìn thấy ngay, chúng ta chọc được ngay đấy, nhưng mà cái nguy cơ nó xì ra ngoài bao gan như này là rất là dễ. Vâng, xin mời cô Giang, chuyên gia truyền nhiễm. Giáo sư Bình, kính thưa các thầy cô và các bạn đồng nghiệp, thì đúng là có cái tổn thương gan thì các bạn cũng đã đặt ra những cái câu hỏi là liệu nó có phải là nhiễm khuẩn các cái ổ áp xe hay không, thứ hai nữa là có cần phân biệt với u gan hoặc là các cái tổn thương khác. Thì bệnh nhân này diễn biến cấp tính thì em cũng nhất trí là mình nghĩ đến cái nguyên nhân là do nhiễm khuẩn nhiều hơn. Tất nhiên là cái tổn thương áp xe gan thì nghĩ đến nhiều hơn thì nó có thể do vi khuẩn như thầy Bình vừa nói rồi, nó có thể do các cái vi khuẩn đường ruột E. coli, Klebsiella, cũng có thể do Whitmore như là cái đợt dịch vừa rồi
rồi ở Quảng Bình, rồi là vùng lũ lụt các thứ thì cũng có thể có. Thứ hai nữa là nguyên nhân do ký sinh trùng. Ký sinh trùng thì có thể là do sán lá gan, như các bạn đã đặt ra. Thì tất nhiên là về mặt chẩn đoán sán lá gan thì mình sẽ căn cứ vào rất nhiều các cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là về chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ bên chẩn đoán hình ảnh cũng hướng tới. Thứ hai nữa là các huyết thanh chẩn đoán, như bên vi sinh sẽ đánh giá các cái giá trị độ nhạy độ đặc hiệu của các cái huyết thanh chẩn đoán sán lá gan. Thứ ba nữa là mình cần phải là chọc hút vào cái ổ áp xe để soi và làm giải phẫu bệnh. Trong giải phẫu bệnh, đối với các cái ổ áp xe do sán lá gan thì người ta thấy cái tinh thể sarcolaiden hoặc là các bạch cầu ái toan hoặc là các cái hình ảnh của các cái ổ canxi hóa. Một số trường hợp nữa thì cũng cần phải soi dạ dày, loại trừ các cái di căn vào gan, hoặc là có thể thấy những cái hình ảnh sán lá ở trong cái vùng tá tràng ấy, chỗ dịch mật đổ ra ấy, hoặc là lấy dịch tá tràng để soi tìm trứng của sán lá gan. Thế thì đấy là những cái nguyên nhân về nhiễm khuẩn. Thế còn các cái nguyên nhân khác ngoài nhiễm khuẩn thì các bác sĩ cũng đã đề cập đến, có thể là ung thư di căn khác hoặc là ung thư tại gan hoặc cái gì di căn khác nữa thì các bạn tìm kiếm thêm. Vâng, em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn. Hàng đầu chúng ta hãy tập trung vào cái nhiễm trùng, đúng không nào? Cái ung thư thì chúng ta nghĩ đến thì ta cứ để từ từ đã. Bây giờ xin mời cô chuyên gia vi sinh, các bạn hỏi mấy cái xét nghiệm các bạn sẽ trả lời. Chắc em xin kính thưa các quý vị đồng nghiệp, thì thực ra cái này các thầy các cô bên truyền nhiễm và tiêu hóa cũng đã phân tích rất là kỹ, bao gồm cả những cái xét nghiệm vi sinh cần phải làm rồi. Thế thì mình cũng cố gắng là chọc được cái dịch của áp xe, vì đây là cái tổn thương áp xe đa ổ, nên cái căn nguyên nó cũng phần nhiều sẽ là do vi khuẩn. Thì để mình cấy và soi tươi để tìm cả ký sinh trùng cũng như là tìm vi khuẩn để xem là có. Thậm chí là có thể mình xét nghiệm thêm cả cái phân, soi phân để xem là có thấy tổn thương, có căn nguyên amip hay không. Ở đây thì nó bệnh nhân có cái triệu chứng nhiễm trùng rầm rộ thì cái khả năng do amip nó cũng không cao. Thế, tuy nhiên thì để mà loại trừ thì mình cũng vẫn, đấy là những cái xét nghiệm rất là đơn giản thì các anh chị có thể làm để loại trừ những cái phân biệt những cái căn nguyên gây áp xe gan. Các bạn đầu cầu đồng hới đã đồng ý chưa ạ? Dạ, và em xin cảm ơn quý sư cô ạ. Dạ. Rồi chúng ta làm nhé, xong rồi tuần tới thì chúng ta lại gặp nhau xem về kết quả bệnh nhân đến đâu rồi. Nhá, xin vâng, cảm ơn thầy cô ạ. Dạ, vâng. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn qua trường hợp cuối cùng.